Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 10 Kinh điển. Các bạn thân mến, bất cứ ai đã chơi trò tàu lượn rồi thì chắc chắn sẽ hiểu cảm giác tim muốn rớt ra ngoài lồng ngực và tất cả những gì bạn có thể làm là la hét và mong sao cho hành trình này sớm kết thúc. Tuy nhiên, đây không chỉ là một trò tiêu khiển hay trò chơi giải trí mà ngoài đời thực có rất nhiều cung đường cũng đáng sợ không kém. Ngày hôm nay, hãy cùng Top 10 Kinh điển thử thách lòng can đảm và trải nghiệm cảm giác mạnh trên 10 con đường nguy hiểm nhất thế giới nhé! Đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách này là đường North Yungas, Bolivia. Được biết đến với cái tên đường tử thần, bắt đầu từ thủ đô La Paz, tiến đến độ cao chóng mặt ở đèo La Cumbre, men theo dãy Cordillera Oriental tới thị trấn Coroico, North Yungas nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ và những vụ tai nạn chết người do đường hẹp, quanh co, nằm bên vực sâu và tầm nhìn hạn chế. Mỗi năm có khoảng 200 đến 300 du khách bỏ mạng trên cung đường này và có rất nhiều khúc quanh đột ngột nên không một tài xế nào không cầu Chúa che chở khi xe chạy bon bon qua đây. Mỗi khúc quanh trên tuyến đường này là một kiểu khí hậu đặc trưng hết sức độc đáo, từ không khí ẩm ướt kiểu miền núi đến những con đường lộng gió, những vách núi dựng đứng cũng như các sườn đồi thoai thoải đan xen. Với triển dốc thẳng đứng gần 610m và là tuyến đường độc đạo, lại thiếu hẳn các vọng gác khiến cho con đường này trở nên nguy hiểm nhất thế giới. Nào đã hết, những đám sương mù và mưa rào còn khiến tầm nhìn luôn bị hạn chế khi lưu thông, bề mặt đường luôn trơn trượt và các vách núi đầy đá tai mèo sắc nhọn. Quả là một combo hết sức ấn tượng. Vì thế, nếu có dịp đi ngang qua đây, bạn nhớ chạy chậm và nhích dần từng mét thôi nhé. Vị trí thứ hai là cao tốc Jim Dalton, Alaska. Xa lộ Dalton ở Alaska trải dài 667 km, bắt đầu ở Bắc Fairbanks và kết thúc gần biển Bắc Băng Dương và ruộng dầu vịnh Cruthole. Chạy dọc theo tuyến đường ống dẫn dầu Trans-Alaskan, cao tốc Jim Dalton không dành cho những phương tiện thông thường, chủ yếu là đường đất. Thoạt nhìn, cung đường này cũng không quá nguy hiểm, lại mang vẻ yên bình là đằng khác. Nhưng càng đi xa, du khách sẽ phải đối mặt với vô số ổ gà, đá nhỏ do những cơn gió mạnh cuốn theo bay tứ tung và cả nguy cơ bị lạc đường nữa. Tuy vậy, hàng ngày vẫn có 150 đến 250 lượt xe tải qua lại. Vào mùa đông, con đường bị phủ tuyết trắng, còn mùa hè lại trở thành vũng bùn. Cục Quản lý Đất đai Mỹ còn khuyến cáo người dân khi đi qua cao tốc này nên chuẩn bị thêm ít nhất 2 lốp dự phòng và đồ dùng cần thiết. Hãy cùng chú ý vào bức hình đại diện cho video. Con đường như thể xuyên qua đại dương, hai bên sóng vỗ giạt rào và hầu hết các phương tiện giao thông băng qua con đường như đi trên nước. Thực ra thì mình cũng không biết và cũng chưa tìm ra con đường này là đâu. Bức ảnh được gửi cho mình bởi một người đăng ký kênh. Bạn có biết nó ở đâu không? Liệu nó có thực sự tồn tại không? Nếu bạn biết, hãy comment ở bên dưới với hashtag Top 10 Kinh điển nhé! Thứ ba là con đường Passadua, Pháp. Không chỉ nguy hiểm mà con đường này còn thu hút du khách ở tính kỳ lạ của nó. Đường Passadua nằm ở vịnh Bernier, dài 4,1 km, kết nối đảo Normandier và đất liền thuộc địa phận Vendée, Pháp. Du khách chỉ có thể đi bộ trên con đường này hai lần mỗi ngày trong một vài giờ trước khi nó bị ngập nước. Bình thường nó chìm dưới làn nước sâu từ 1,3 đến 4 mét. Chỉ khi thủy triều rút, nó mới lộ diện, nhưng khoảng thời gian này cũng chỉ kéo dài từ 1 đến 2 giờ. Bởi vì mực nước cao, đường Passadua không an toàn cho việc đi lại. Những biển cảnh cáo nguy hiểm được đặt trên đường để nhắc nhở cho mọi người rằng con đường này có thể biến mất. Tuy nhiên, mỗi năm đều có những người bỏ qua cảnh báo và bị mắc kẹt trong những đợt thủy triều. May mắn thay, có những tháp cứu hộ cao giúp người bị mắc kẹt nơi đây có thể đứng chờ cho đến khi nước lắng xuống hay ai đó tới cứu họ. Tuy nhiên, những chiếc xe thì không may mắn như vậy. Nếu bạn muốn đi trên con đường này, cần phải chọn đúng thời điểm. Nếu như không biết hoặc tính toán sai thời gian, thì có thể bạn sẽ phải lội nước như thế này đây. Thứ tư, đường Kiswa, Ấn Độ. Đường Panji đi qua Kiswa, chạy qua hai huyện hẻo lánh là Jammu và Kashmir, nối vào thung lũng thần thoại Panji, nằm ẩn giữa dạng Pir Panjo và dạng Zanskar ở đông Himalaya. Rồi nối ra thế giới bên ngoài khi tuyến đi thông thường bị chặn do tuyết đổ.
tuyết rơi dày có thể khiến cho thung lũng Panji bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài trong hàng tháng liền. Đường Panji đi qua Kiswa cắt thẳng vào rìa núi và ở đoạn quan trọng nhất, nó chỉ đủ rộng cho một chiếc xe đi lọt. Nếu hai xe gặp nhau, một tài xế sẽ phải lùi lại cực kỳ cẩn thận cho tới vài trăm mét, cho tới khi tới được chỗ đủ rộng để tránh nhau. Suốt dọc con đường, các vách đá dựng đứng cao vút lên từ các đỉnh núi rồi dốc xuôi xuống hàng trăm mét cho tới bờ sông Chenab. Đi lên thì đã gập ghềnh hiểm trở, mà lúc đi xuống, mẹ thiên nhiên có thể tặng cho bạn chút mây đủ để phủ kín thung lũng hay chút mưa để làm cho con đường trở nên lầy lội hơn. Không có gì lạ khi mùa đông là thời điểm khó khăn nhất cho cuộc sống nơi đây. Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp về y tế, chính quyền phải dùng trực thăng tới nơi. Nơi này có cho tiền chắc mình cũng không dám đi. Vị trí thứ 5 là đường Fairy Meadow, Pakistan. Tọa lạc tại chân đồi Nanga Parbat ở Pakistan, Fairy Meadow là một điểm đến đẹp như tranh vẽ. Tuy nhiên, đến đó không dễ dàng như vậy. Bắt nguồn từ cao tốc Karakoram ở làng Tato, Pakistan, chạy qua khu vực Gilgit-Baltistan, một phần thuộc Pakistan thuộc Kashmir. Nằm trên ngọn núi cao thứ 8 trên thế giới, con đường Fairy Meadow có độ cao 2.438m và có gần 10 km đường không được nâng cấp hay sửa chữa trong hàng trăm năm qua. Đó là một con đường hẹp, dài sỏi lổn nhổn, gần như bị văng ra khỏi một sườn núi với bụi bẩn và dốc. Độ rộng của con đường này cũng chỉ vừa đủ cho chiếc jeep, chỗ cuối con đường chỉ có thể đi bộ hoặc xe đạp. Không có hàng rào bảo vệ và chiếc xe của bạn có thể lăn xuống hẻm núi bất kỳ lúc nào. Và tiếp theo là đường núi Los Caracol, Chile. Băng qua con đường trên núi Andes, ngọn núi nối giữa Chile và Argentina này, du khách sẽ phải trải qua những giây phút thót tim do các sườn dốc và ngoặt gấp không hề có hàng rào bảo vệ. Con đường này còn thích làm khó các tài xế bởi lớp tuyết phủ quanh năm, phải thật sự chắc tay và tập trung khi lái xe, họ mới có thể vượt qua cung đường đầy trắc trở và nguy hiểm dập dình này. Tuy nhiên, nhờ các biển báo đặt dọc đường do đang trong giai đoạn thi công thì số lượng tai nạn thảm khốc đã giảm đi đáng kể. Nơi này không bao giờ vắng bóng những chiếc xe tải lớn và xe buýt hai tầng cồng kềnh chở khách du lịch ưa mạo hiểm. Vị trí thứ 7 là đường cao tốc Tứ Xuyên Tây Tạng, Trung Quốc. Đường cao tốc Tứ Xuyên Tây Tạng là một con đường cao tốc có độ dài 2.412 km giữa Thành Đô và Tây Tạng. Nó đi qua 14 ngọn núi cao, trung bình 4.000 đến 5.000m, độ cao nhất lên tới 6.096m, trải dài hàng chục con sông nổi tiếng, có sông Dadu, sông Jinsa, sông Lasang, Nujiang, vượt qua khu rừng nguyên sinh và nhiều khu vực nguy hiểm. Ở vị trí thứ 8 là xa lộ Karakoram, Pakistan. Được chính phủ Pakistan đầu tư xây dựng và đặt tên là xa lộ hữu nghị. Xa lộ Karakoram là con đường xuyên quốc gia được lát đá cao nhất trên thế giới. Để khám phá trọn vẹn kỳ quan thứ 8 này, bạn hãy bắt đầu khởi hành từ Rawalpindi, cách thủ đô Islamabad 14 km về hướng nam, đi qua thị trấn Abbottabad, nơi trùm khủng bố Bin Laden bị tiêu diệt. Nối liền Trung Quốc và Pakistan qua dãy núi Karakoram, tuyến đường huyền thoại này nằm ở độ cao 4.600m so với mực nước biển, trải dài dọc theo dãy núi Karakoram hùng vĩ, rất hiểm trở, tranh vênh, dễ bị ảnh hưởng bởi lũ quét. Vào mùa mưa, tình trạng sạt lở đất xảy ra như cơm bữa, còn mùa đông thì tuyến đường này phải đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt. Rất nhiều công sức, mồ hôi và cả xương máu của không biết bao nhiêu công nhân xây dựng đổ ra để làm được tuyến đường này. Chính vì những lý do đó, xa lộ Karakoram được mệnh danh là kỳ quan thứ 8 của nhân loại. Khoảng 810 công nhân Pakistan và 200 công nhân Trung Quốc thiệt mạng trong quá trình xây dựng, chủ yếu là do đá lở và ngã xuống vực sâu. Con đường cao tốc này là một trong những dự án kỹ thuật táo bạo nhất mà con người từng nỗ lực thực hiện, một cung đường mà bất cứ phật tử nào cũng ao ước chinh phục. Thứ 9, đại lộ Commonwealth, Quezon thuộc Philippines. Thuộc thành phố đông dân cư nhất Philippines, đại lộ Commonwealth là một trong những đại lộ lớn nhất ở quốc gia này, có tới 6 đến 10 làn đường.
con đường trở nên nguy hiểm vì không có một điều luật giao thông nào có tác dụng tại đây. Các phương tiện di chuyển tùy tiện theo ý muốn riêng của từng tài xế, vì thế thường xuyên tắc đường. Biển báo thưa thớt, lại không có đèn báo và người đi bộ thì thản nhiên đi xuống lòng đường, xe buýt hay taxi dừng đỗ bừa bãi. Hàng ngày, đại lộ này thường xảy ra từ 3 đến 5 vụ tai nạn. Không những vậy, vào mùa mưa, đại lộ Commonwealth biến thành con sông lớn vì không có hệ thống thoát nước. Và đứng ở vị trí cuối cùng trong danh sách này là con đường Jalalabad Kabul thuộc Afghanistan. Bỏ qua nhiều con đường bị gắn mác nguy hiểm nhất thế giới, thì con đường cao tốc dài 65 km nối Jalalabad và Kabul xứng đáng giật ngôi vị quán quân. Con đường là sự kết hợp của các làn đường hẹp quanh co, cao 600m, hẻm núi Kabul. Nhưng sự nguy hiểm khi phải vượt qua tuyến đường ngoằn ngoèo trên lãnh thổ Taliban không phải là điều duy nhất mà người ta thường nghĩ đến khi nhắc về con đường này. Tình trạng bạo loạn ở khu vực biên giới Taliban luôn là một nhân tố khó lường và khiến nhiều người, ngay cả những tay mạo hiểm nhất, cũng phải ngao ngán. Nếu ngày ngày vẫn được đến trường hay đi làm trên những con đường trải nhựa rộng rãi và thoáng mát thì hãy cảm ơn cuộc sống vì còn rất nhiều điều tươi đẹp trong đời bạn. Ít ra thì nó không kinh khủng như những con đường này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.